Ái Hiền xin gửi lời chào tái ngộ thưa quý vị đang đến với chương trình Phóng sự Cộng đồng. Và ngày hôm nay là ngày thứ năm, ngày 19 tháng 5 năm 2016. Ái Hiền xin mời quý vị cùng đồng hành với Đài Việt TV để cùng đến tham gia buổi tiệc với Hội Văn hóa Khoa học với chương trình tên là Rock and Roll Co-op nhé. Xin mời quý vị cùng theo Ái Hiền. Tôi là Đăng Nhi, là chỉ là volunteer của Hội Văn hóa Khoa học thôi. Em tham gia chương trình này được bao nhiêu lâu rồi? Trong chương trình này là khoảng 13 năm rồi. Còn riêng em thì sao? Một năm. Cái áo này là cho represent cho cái 25 năm anniversary của Hội Văn hóa Khoa học. So t-shirt là chỉ có 25 đồng một năm, một đồng. Anh nên chỉ cần mua là mình được mặc cho Hội Văn hóa Khoa học thôi. Cho cái là 25 anniversary, năm anniversary của Hội Văn hóa Khoa học, mình sẽ có một cái gala trong tháng 9 này. Buổi gây quỹ khởi đầu sẽ được tổ chức theo hình thức thi đua nấu nướng vui nhộn Rock and Roll Cook-Off tại nhà hàng Kim Sang Bel Air. Và ngày hôm nay, chương trình sẽ bắt đầu kéo dài từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối. Để mừng lễ hội truyền thống Á Châu được tổ chức vào tháng 5 hàng năm, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam sẽ khởi động chương trình gây quỹ để tổ chức tiệc kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam. Trong chương trình này sẽ có nhiều đầu bếp của những nhà hàng nổi tiếng tại Houston như Kim Sơn, Top Sushi Nam và đầu bếp Cửa Trại Lên Đường và Hội Văn hóa Khoa học. Các đầu bếp này sẽ thi đua chế biến các món ăn theo hình thức kiểu cuốn của Việt Nam và các nước khác. Quý khách tham dự sẽ là ban giám khảo để chấm điểm và bầu chọn xem ai làm thức ăn giỏi nhất hay nhà hàng nào có thức ăn ngon nhất. Và bây giờ ấy xin mời quý vị cùng theo ấy Hiền dạo một vòng xem là ngày hôm nay chúng ta có những món ăn gì đặc biệt nhé. Anh chef này làm ba loại roll khác nhau, giống như là loại cuốn khác nhau, mà cuốn này là cuốn sushi đúng không? Thì em có thể nhìn thấy nè ha, cái này á là một loại cá, cái này là loại cá khác. And look at the sauce, this is so amazing, right? And then you have caviar on top. Okay. Quý vị thấy là rất là đặc biệt, màu sắc rất là bắt mắt. Ai Hiền thấy cũng muốn try thử xem là cái món ăn này như thế nào. Yes. Mama La, she's the founder of Kim Sơn. Nhưng mà Mama La có secret sauce với lại secret roll. Okay. Cái này là chị nghĩ cái này là gọi cuốn với lại nem rất là đặc biệt. Cái sauce này rất là special. Mà ở trong nó lại còn có cái dot ở giữa, thì chị nghĩ cái đó là cái secret ingredient của Mama La. Mà Mama La còn special treat cho mình là cái gì? Ngay cả mình chỉ có làm roll thôi, nhưng mà Mama La có special treat là gì? Secret wings của Mama La. Mình tới đây á là mình tới ngay Top Sushi. And one of the main chef is what hung over here. This one's our king casserole with shrimp, tempura, and cucumber inside. It's topped with imitation crab, drizzled with a little spicy mayo and real sauce. Got top off with little green onions and shirashi powder. Và được biết là ngày hôm nay chủ đề là rock and roll à. Right. Tất cả những cái món roll hết phải không chị? Tất cả loại roll. Bây giờ cũng thấy mình đang ăn được cái king crab, right? Bây giờ Hưng đang làm món khác. Cái này sẽ rất là khó. Bây giờ chỉ có mấy món rồi, bây giờ chưa biết ai là sẽ là the best one. Phúc là một trong những member của BCSA. And Phúc sẽ giới thiệu cho mình một số cái ở đây. Ở đây món ngon nhất sẽ là cái món này. Cái này là lettuce wrap. Ở giữa nó có chanh, tôm khô, hành tím với lại gừng, với lại đậu phụ trong đó. Uh-huh. Còn cái sauce đó là giống như nấu từ trong đó có dừa với lại tôm. Ở đây là mình có Nam Noodle and More, thì không thể nào mình missing được cái món truyền thống là gì? Chả giò. Đúng không? Mà chả giò này mình thấy lạ lắm, mình không có ăn với lại nước mắm, mà mình ăn với cái này là sauce gì vậy Thương? Sweet and sour sauce. Okay, so chị phải take one of this. And chị phải lấy một cái chả giò đúng không? Yeah, cảm ơn em. Noodle là phải có noodle đây đúng không? So we had to get some noodle as well, cưng. Okay, hôm nay có mình có Julie. Julie là cô chef chính hôm nay của bên Gion Bar and Bike. So it's basically rock and roll name, right? It's basically a bubble waffle that we roll up with some fruits and whipped cream and some chocolate syrup. Đi qua bên dầu mà mình order cái này là mình phải order what? Watermelon soju. Watermelon soju, ok. Cái gian hàng này hiện thấy có một cái món nó giống như là cái chè trôi nước của mình phải không? Chè này đó là của bên Đức Phương.
mà cô Yến là supporting, là cô Yến cho mình thử cái món này. Nhưng mà có cái này là rất là lạ, là chị phải giới thiệu là cái gì. Cái món này á, là có khoai môn bên trong, bên ngoài là có bột bán đó, giống như là tapioca. Ở trong mình sẵn đã có khoai môn nấu sẵn cho nên rất là ngon. À, phải không? Mình lấy đũa ra, bây giờ mình đi lấy đũa. Ok, xin mời quý vị cùng theo Ái Hiền nhé. Nhưng mà hôm nay rất là đặc biệt là mình có Martel from Cognac sẽ tới đây. We have our Martel via Sophie. Okay. We also have our Martel Cordon Bleu. Right. And a little bit later on we're going to have some XO. Uh-huh. Treat for everyone. Rượu này thì nó đi quẹo với tất cả những cái đồ ăn bữa ngày hôm nay. Tóc tôm đồ ăn rất đấy. Rồi chúng ta cũng có Pinot Grigio của California, Pinot Grigio in California and Pinot Grigio của bên Italy. Nào, tôi có cái Cabernet Sauvignon này nè, nó rất cướp cho nếu mà ăn mấy người nào mà ăn sushi mà thích ăn lương á, con yêu á. Đó, ăn rất là chích bò rồi rất là ngon. Cheers! Cheers! Okay, let's drink for it. Chúng tôi là hội viên cảm tình của Văn hóa Khoa học đã lâu năm rồi. Và hôm nay là cái dịp đầu tiên mà chúng tôi có thể tham dự để mà ủng hộ cái buổi gây quỹ hôm nay. Thì là một trong những cái sinh hoạt mà rất là tốt, mà tôi nghĩ là cộng đồng mình nên ủng hộ một cách tối đa để mà giúp cho các em trong Văn hóa Khoa học có những cái phương tiện để mà tổ chức những cái chương trình nó có ý nghĩa hơn. Anh chị đã thấy là mọi người cũng đi vòng quanh những cái booth để mà ăn thử những cái sample đúng không? Thì đây là cái bàn là để cho mấy anh chị vote. Là giống như mấy chị, nếu như mấy anh chị thích những cái món ăn nào nhất á thì sẽ có một cái token thì mình sẽ bỏ vào trong cái ly mà mình cảm thấy giống như là mình thích nhất. Cuối buổi á thì tụi em sẽ tính là giống như là trong những cái top này, cái nào mà có nhiều cái token nhất á sẽ là người chiến thắng của đêm nay và sẽ nhận một cái giải, là một cái chiếc cúp lớn ở trên cái bàn này. Kính thưa quý vị, như quý vị thấy Ái Hiền đang đứng bên cạnh chiếc bàn trophy rất là đẹp, và đây là chiếc trophy, chiếc cúp danh giá và dành cho gian hàng nào xuất sắc với những món ăn trong ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có nhiều những buổi tiệc như thế này nữa để cùng chung vui với Hội Văn hóa Khoa học. Và cảm ơn Hội Văn hóa Khoa học đã tổ chức một cái đêm mà tất cả mọi người đều có những cái thời gian thư giãn như thế này. Và chúc cho Rock and Roll Cook Off thành công năm 2016, và không chỉ có năm 2016 không, mà tiếp tục những năm về sau nữa. Ái Hiền rất là cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Chúc cho quý vị có những giây phút thư giãn bên cạnh những người thân yêu của mình và cùng đài Việt TV đi khắp nơi nhé.